Thưa quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Bản tin hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau. Cao tốc đoạn Quốc lộ 45 Nghi Sơn trước ngày thông xe. Thành phố Thanh Hóa triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024. Thưa quý vị và các bạn, dự án cao tốc Bắc Nam đoạn Quốc lộ 45 Nghi Sơn qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa có tổng chiều dài hơn 43,2 km, thời gian thi công hơn 2 năm. Theo yêu cầu về tiến độ mà Bộ Giao thông Vận tải giao, tuyến cao tốc này phải hoàn thành và thông xe vào dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9. Cao tốc khu lộ 45 Nghệ Sơn có tổng chiều dài hơn 43,2 km, được khởi công xây dựng từ tháng 7 năm 2021. Giai đoạn 1, tuyến cao tốc này có quy mô 4 làn xe, bề rộng mặt đường 16 m, vận tốc thiết kế tối đa 80 km/h. Tính đến ngày 22 tháng 8, khối lượng thi công toàn dự án đạt khoảng 91%. Nhiều đoạn cơ bản hoàn thành với hệ thống giải phân cách, đấm chống lóa, hộ lan, biển báo đã được lắp đặt. Tại một số đoạn, nhà thầu đang tập trung nhân lực phương tiện máy móc, tranh thủ thời tiết nắng giáo để tiến hành giải thảm bê tông nhựa lớp cuối, phân đấu kịp tiến độ theo yêu cầu. Chúng tôi còn khoảng chưa đến một cá thảm, thì còn lại là chủ yếu là cái hạng mục mấy trăm mét của hàng mục an toàn giao thông, từ đồng hồ lan lắp đặt lưới chống chói và sơn kẻ được thì những cái thứ đó thì anh em cũng đang là hoàn thiện cuốn chiếu tức là thảm đến đâu lấy hoàn thiện đến đó và đơn vị thì tính tâm khoảng là từ 25 đến 26 giây là kết thúc toàn bộ công tác còn một thời gian nhỏ là để dọn dẹp hoàn thiện và cho cái công tác là thống xe kỹ thuật vào mùa hai chín. Tuy vậy, ghi nhận thực tế trên toàn tuyến cao tốc quốc lộ 45 Nghi Sơn đến ngày 22 tháng 8 tại một số vị trí khối lượng công việc còn khá nhiều trong khi chỉ còn chưa đầy 10 ngày nữa là đến mốc thông xe theo yêu cầu. Việc đảm bảo tiến độ và chất lượng thi công đang là thách thức đặt ra đối với các nhà thầu. Cao tốc quốc lộ 45 Nghi Sơn sau khi đưa vào sử dụng sẽ kết nối với tuyến cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 và tuyến cao tốc Nghi Sơn Diễn Châu, giúp rút ngắn thời gian đi từ Hà Nội đến Nghệ An chỉ còn 3,5 giờ đồng hồ thay vì 5 giờ như trước đây. Sau đây là những hoạt động diễn ra trong ngày tại các địa phương đơn vị trong tỉnh. Chiều nay 23 tháng 8, Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2022-2023 và triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024. Năm học 2022-2023, ngành giáo dục và đào tạo thành phố Thanh Hóa đã hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ trên tinh thần đổi mới căn bản và toàn diện với 11 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Là đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh về chất lượng giáo dục toàn diện. 100% cán bộ quản lý, giáo viên đạt trình độ chuẩn phổ cập giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học và giáo dục trung học cơ sở đạt mức độ 3. Năm học 2023-2024, ngành giáo dục và đào tạo thành phố Thanh Hóa phân đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học, từng bước khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, tăng cường thu hút các nguồn lực từ ngân sách và nguồn xã hội hóa để đầu tư cho giáo dục và đào tạo, ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đảm bảo thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018. Sáng nay, huyện ủy Như Xuân đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện quyết định số 217 quy bảy của Bộ Chính trị khóa 11 về ban hành quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội. Trong 10 năm qua, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Như Xuân đã phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức tập huấn về nội dung hoạt động và phương pháp giám sát cho thành viên Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát Cộng đồng và cán bộ Ban công tác Mặt trận ở các khu dân cư, tăng cường công tác giám sát của Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp. Mặt trận Tổ quốc huyện đã tổ chức 4 cuộc phản biện, định kỳ tổ chức hội nghị, đóng góp ý kiến vào dự thảo, báo cáo chính trị đại hội đảng bộ các cấp và báo cáo tổng kết hàng năm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền địa phương. Thời gian tới, mặt trận Tổ quốc các cấp và các đoàn thể chính trị xã hội của huyện tiếp tục chú trọng phối hợp tổ chức tập huấn kỹ năng nghiệp vụ về giám sát và phản biện xã hội, tăng cường công tác phối hợp với hội đồng nhân dân cung cấp trong thực hiện giám sát việc trả lời các kiến nghị và những vấn đề cử tri quan tâm. thực hiện tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam. Sáng nay 23 tháng 8, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa và Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin đã đến thăm, tặng quà một số nạn nhân chất độc da cam là phụ nữ đơn thân nuôi con tại các huyện Hậu Lộc và Quảng Sương. Đến thăm và tặng quà gia đình chị Hoàng Thị Hồng ở xã Phú Lộc, chị Lê Thị Quảng ở xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc và chị Vương Thị Hương ở xã Quảng Đức, huyện Quảng Sương. Đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin đã động viên, chia sẻ những tổn thương mất mát với các gia đình, mong các gia đình luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Ngoài hai huyện Hậu Lộc và Quảng Sương, trong dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cũng tổ chức thăm và tặng quà cho 47 nữ nạn nhân da cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Sáng nay tại thành phố Sầm Sơn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng cơ bản nghiệp vụ công tác hội. Lớp học do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Học viện Phụ nữ Việt Nam tổ chức nhằm mục đích bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội cho 100 chủ tịch, phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh. Khóa học được thiết kế 3 phần kéo dài trong một tháng với các hình thức tự học thông qua hệ thống bài giảng của Học viện Phụ nữ Việt Nam, học trực tuyến và học trực tiếp. Thông qua hàng chục chuyên đề và bài giảng, các học viên được trang bị kiến thức bổ ích về di cư an toàn cho phụ nữ, kỹ năng nắm bắt tình hình dư luận xã hội, kỹ năng giám sát phản biện xã hội, kỹ năng tập hợp hội viên, hội viên danh dự, đồng thời được hướng dẫn cách triển khai và thực hiện chương trình Mẹ đỡ đầu, xây dựng mô hình năm có ba sạch. Sáng nay, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mường Lát và huyện Bà Thước đã tổ chức chương trình Cán bộ chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường, nhận hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn năm 2023. Tại huyện Mường Lát, Ban Chỉ huy quân sự huyện đã cho quyết định và kinh phí nhận hỗ trợ đợt 1 4 tháng năm 2023 cho 24 em học sinh người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mường Lát. Dự án nhận hỗ trợ do Ban Chỉ huy quân sự huyện Mường Lát thực hiện năm 2023. Mỗi học sinh sẽ được nhận hỗ trợ 7,4 triệu đồng. Trong đó, tiền ăn 5,4 triệu đồng 9 tháng, đồ dùng học tập, sách giáo khoa bằng 700.000 đồng, phương tiện đến trường 600.000 đồng, và hỗ trợ nhu cầu thiết yếu 700.000 đồng một học sinh một năm. Tại huyện Ba Thước, Ban Chỉ huy quân sự huyện đã trao 13 em học sinh bậc tiểu học và trung học cơ sở có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc 9 xã của huyện Ba Thước được hỗ trợ 7,4 triệu đồng một học sinh. Trong đó, đồ dùng học tập và nhu cầu thiết yếu cho mỗi học sinh trị giá 1,4 triệu đồng, tiền mặt mua phương tiện đi học 600.000, tiền ăn trong 9 tháng 5,4 triệu đồng. Đây là những học sinh người dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, cả bố và mẹ đều mắc bệnh hiểm nghèo, không còn khả năng lao động, các em không có nơi nương tựa, sống với ông bà hoặc họ hàng. Các em đều có thành tích trong học tập, rèn luyện. Chương trình cán bộ chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường do Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng phát động và đi vào hoạt động với nguồn kinh phí được trích từ công tác tăng gia sản xuất nguồn thu trích quỹ phúc lợi từ các đơn vị làm kinh tế của quân đội nhân dân Việt Nam và sự đóng góp tự nguyện của cán bộ chiến sĩ toàn quân. Xin được chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Công an tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức hội nghị triển khai công tác đảm bảo an ninh an toàn quá trình bảo dưỡng tổng thể lần đầu nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn. Theo kế hoạch, từ ngày 25 tháng 8 năm 2023, nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn tạm dừng hoạt động 55 ngày để bảo dưỡng tổng thể lần đầu. Quá trình bảo dưỡng có sự tham gia của hàng nghìn lao động, trong đó có nhiều chuyên gia lao động là người nước ngoài. Số lượng máy móc thiết bị, vật tư phục vụ bảo dưỡng có giá trị kinh tế lớn, tần suất lưu lượng các phương tiện ra vào nhà máy thường xuyên, tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp liên quan đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội trên cơ sở phân tích đánh giá tình hình lãnh đạo công an tỉnh yêu cầu các đơn vị phối hợp chặt chẽ thực hiện nghiêm túc kế hoạch về công tác bảo đảm an ninh an toàn quá trình bảo dưỡng tổng thể nhà máy lọc hóa dầu nghi sơn do giám đốc công an tỉnh đề ra phối hợp tham mưu hướng dẫn cấp ủy chính quyền địa phương công ty trách nhiệm hữu hạn lọc hóa dầu nghi sơn và các nhà thầu quán triệt đến cán bộ công nhân viên và nhân dân thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật có liên quan đến công tác bảo vệ an ninh trật tự để quá trình bảo dưỡng tổng thể lần đầu nhà máy lọc hóa dầu nghi sơn được diễn ra an toàn Hôm nay 23 tháng 8, thông tin từ Công an huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị này đang vào cuộc xác minh làm rõ sự việc một người đàn ông bị đánh đập dã man trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Hoàng Quỳ, huyện Hoàng Hóa. Trước đó, chiều ngày 22 tháng 8, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip có nội dung ghi lại cảnh hai người đàn ông đạp vào đầu một người đang nằm dưới đường. Dù người này không còn khả năng phản kháng, nhưng người đàn ông mặc áo trắng vẫn liên tiếp đá đạp, lấy mũ bảo hiểm đập mạnh vào đầu nạn nhân hành hung dã man xong nhóm người này lên xe ô tô rồi đi bỏ mặc người đàn ông nằm bất động dưới nền đường theo công an huyện Hoàng Hóa sự việc xảy ra vào khoảng 15 giờ ngày 21 tháng 8 trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua xã Hoàng Quỳ huyện Hoàng Hóa tỉnh Thanh Hóa hiện vụ việc đang được công an huyện Hoàng Hóa xác minh làm rõ bản tin cuối ngày của Đài Phát Thanh và Truyền Hình Thanh Hóa đến đây là hết cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại.